Từ thập. Vị hàm. Vị hàm là vị mặn. Chuyên. Sát là giết. Thiết là sắt. Độc là chất độc. Nhược. Nếu như ngộ là lầm lẫn. Thôn là nuốt vào. Trăm là cây kim. Dẫn. Chi. Là liền. Xuất là ra. Mình đọc lại một lần. Từ thập là đá 500. Vị hàm là vị mặn. Chuyên sát, chuyên giết. Thiết độc là chất sắt độc. Nhược ngộ nếu mà lầm lẫn. Thôn trăm là nuốt cái kim hoặc những cái gì bằng vật vật nhọn bằng kim loại. Dẫn chi tích xuất là lôi kéo nó thì nó sẽ xuất ra ngoài.